Đỉnh quá. Hỏi mày. Hôm nay mình đi đâu? Mình đi Định Quán. Mình đi hôm nay mình sẽ đi Định Quán, rồi sau đó mình đi Lưng Chừng Mây, rồi mình đi nhà thờ Núi Cứu. Mình coi mùa này không có mít với xoài nhưng mà đi thử còn gì không. Chúng ta thẳng tiến, sau này con sẽ phát triển khu đó cho ba, ok? Ok. Bà nội. Đây bà nội lên xe kìa. Đó. Dẫn bà nội đi chơi, tội nghiệp. Hai thằng này nữa. Đó, mặt bà nội thằng bí sĩ. Đi không? Trả lời. Hả ta? Dạ không. Để bếp đi. Rồi tiếp tục quay hình cảm nữa. Chuẩn bị hình cảm vô kìa. Cảm vô kìa, quay. Đó, thêm con cảm nữa. Đi hả kia kìa. Ở đây không có trụ nha, đứa đâu. 100% trụ. Không cho nó trên nước cả. Đầy đủ rồi, trong xe có rồi. Em sao lưng á? Đi dưới nào mà trụ hả? Đừng lo. Đất của mình đã mua hết khu đó rồi, mua khu này để làm resort. Nổ lên rồi xong rồi mà nếu cuối cùng thì không đó. Ta ra sau này con ráng quản lý này nha. Ba nổ thôi đó, chứ không có thiệt đâu. Lên cộng đồng rồi nó chủ đất, ông chủ đất đi đâu đó ông chủ đất? Ông chủ đất đi đâu? Ông chủ đất. Xài. Ở Định Quán xuống nhỏ. Đây đó xong đẹp không? Có nhà xây nè. Đó chiều ngắm xong là nhà. Mát rượi luôn đó. Đây. Cẩm với lại ta đa là chủ đất. Cẩm nó mua 2 hecta đây đó. À cái này nó ngay góc luôn á, mình ghê chứ. Ủa ai chơi dữ à.
Ồ, ngồi thấy không? Hình như cũng kinh doanh nha, bán buôn gì đó chứ không phải là ở đâu. Còn nó bộ nhà rồi. Quá dữ. Này là ba góc mà xong hết luôn. Ta sẽ ghé mua trái cây. Đây thằng... là thằng ta đen. Còn đây là ba quả mít khổng lồ được chôm. Nhưng mà quan trọng là sao nó dính kiến nhiều vậy? Có kiến không? Có. Đây luôn. Đây đây, đây, đây cho xem nè. Đây là kiến gì? Nè, kiến này luôn nè. À. Quán gì quên rồi. Tuyết Mai. Đó. Rau. Có trứng cho em, cá kho tộ nè. À, cơm niêu đàng hoàng. Lẩu. Em đi chén đây, đưa chén này có mấy cơm nha, chén kìa. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi ba bên chỗ đó, ta là gì ta quên kìa. Lưng chân mày. Một trong những tác phẩm đẹp của thế giới đã mang tính những dấu ấn của đại gia siêu nghèo. Đại gia tiền lẻ. Beauty. Chúng ta không cần có nhiều, chúng ta có ít ít chưa rồi. Đủ cà phê, cà pháo. Chuyến dài 100 tỷ là đủ cà phê, cà pháo. Để Dubai. Chết dịch, đâu nè, chuẩn bị nè, quẹo nè. Nè, chôm chôm đẩy đây nè, đó kìa, nó xuống đáy. Con đừng có lắc quá con. Lắc không mà ba thấy con nhức đầu tới chôm. Đạo tràng liễu chân rồi, nằm đây ghê vô. Chưa lưng chiều mai nè, chuẩn bị nè. Lên lưng chiều mai. Lưng chiều mai. Nè, lên nè, cảnh này lên nè. Chuẩn bị lên nè, lưng chiều mai nè. Quay. Đó, lên có khách sạn ở đó, ngủ trưa về chiều ra. Ở mà thiệt ha. Hả? Mình đi ngủ mà. Đó. Đó, đó, đó Hồ Giang đó kìa kìa, trên kìa. Đó, cho mẹ thấy nè. Đó, cho biết mẹ nó cứu. Vatican sẽ qua đây mà, tòa thánh Vatican họp rồi hội nghị lớn đây. Hồ Giang. Nước cứu. Em dặm coi. Quay ngược đây. Lại cũng được. Nước cứu đó. Đó. Cứu. Đây. Quay ngược lên trên lại nha. Xuống kìa. Đừng có đưa một cái lý chiều nhanh quá. Nhìn thôi đó, ta làm rãi đây, ta làm rãi nè. Ở đây làm gì mà biểu? Nhà thờ bữa sau nó xây dưới kia lại làm đẩy dưới kia. Đẹp nè. Thằng nhà thờ mới làm tiền đây biết bao nhiêu. Nó làm chạy lộn hả? Ủa, nhìn xuống kìa. Nè, đây nè, nè. Nhìn xéo đây nè. Đó, tốt. Khủng quá, chạy lộn, chạy lộn phải không? Ồ. Đường xuống đâu? Số 1 giờ thôi. Không có làm có hai giờ thôi. Gấp siêu kẹt. Rồi coi nè, đây là giáo hội Vatican sẽ tới đây ở đó. Kìa, coi nè, nhìn xuống nè. Ghê kìa, xây vậy nguyên cái đồi không? Thôi được rồi. Thôi nó trước nè. Rồi thôi. Đó, chuẩn bị nè. Đó, trời, một cái tượng, bao nhiêu tượng nè. Còn nhà ở nè, trời. Thôi được rồi. Trời, một đống bức tượng luôn. Thôi được rồi. Không có. Bò đâu.
Thank you.